đưa ra quần áo rồi. Đâu con? Nó đâu đâu? Thế là áo đông nó khôn lắm. Nó giật dày hơn nhiều ra. Không được để bản thân chị Vân những năm gần về cuối này. Anh thi thoảng với Ngải vẫn nói đấy, chị vẫn nói với Ngải. Thật ra là chị Vân chỉ có chống không thích kiểu này. No. Chẳng. No. No. Tại vì về trong giai đoạn về sau